Một nhóm người đi trực thăng hạ cánh trước một hang động tối tăm, bên ngoài chất đống xác chết động vật. Tất cả mọi người xung quanh đều rất e dè khi bước tới gần. Họ bắt đầu lắp đặt một thiết bị đặc biệt trước cửa hang. Anh chàng tóc dài đẹp trai này không những không sợ mà còn dùng dao tự cắt tay mình để máu chảy ra, nhằm dụ đàn rơi trong hang bay ra ngoài. Ngửi thấy mùi máu, đàn rơi lũ lượt kéo nhau bay ra như lốc xoáy, vây lấy bọn họ. Những người khác thấy thế ai cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Chỉ duy người đàn ông tóc dài này vẫn bình tĩnh đứng đó. Anh ta không sợ nhiễm COVID sao? Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Hãy cùng đón xem bộ phim hôm nay. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ 25 năm trước tại một hòn đảo xinh đẹp ở Hy Lạp. Cậu bé Morbius 10 tuổi đang ngồi chơi một mình trong phòng bệnh. Bỗng nhiên bác sĩ Nicolas, người đã chăm sóc cho cậu bao lâu nay, dẫn đến cho cậu một người bạn mới. Cậu bé kia giới thiệu tên mình là Lucian. Thế nhưng Morbius lại đặt cho cậu cái tên Milo và thường xuyên gọi cậu như thế. Hai đứa trẻ bắt đầu làm quen và trở nên thân thiết với nhau một cách dễ dàng, bởi họ cùng mắc một căn bệnh hiếm về máu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng Milo nhăn mặt rồi gục xuống. Morbius nhanh chóng gọi y tá đến, thế nhưng không thấy ai cả. Vì thời gian quá gấp, để cứu bạn của mình mà Morbius đã tận dụng chiếc bút bi để sửa máy chuyển máu đang gặp vấn đề. Nhờ sự nhanh trí của Morbius mà Milo đã hồi phục. Bác sĩ Nicolas nhận ra cậu có tài năng thiên bẩm, liền muốn đưa Morbius đến một ngôi trường dành cho các thiên tài ở New York để cậu có thể học hỏi, nghiên cứu và trau dồi kỹ năng của bản thân. Morbius quyết định ra đi. Cậu gửi một bức thư cho Milo, nói rằng cậu nhất định sẽ tìm ra được phương pháp để chữa trị căn bệnh của bọn họ. Đang đọc thì bỗng nhiên bức thư bị gió cuốn bay xuống lầu. Milo liền chống nạng xuống tìm. Tại đây cậu gặp một đám học sinh khác đã nhặt được lá thư của cậu. Chúng không những không trả lại mà còn đùa bỡn Milo, vì quá tức mà cậu đã lấy nạng đập vào đầu một đứa trong số đó. Bọn chúng liền hùa lại đánh đập Milo. May sao lúc đấy Nicolas trở về đã kịp ngăn cản bọn chúng. Milo còn muốn xông lên sống mãi với bọn chúng một trận nữa. Nhiều năm sau, Morbius trở thành một bác sĩ hàng đầu thế giới về các bệnh lây qua đường truyền máu và được vinh dự nhận giải thưởng Nobel. Anh đã từ chối vì lý do sản phẩm phụ tạo ra từ thí nghiệm của mình đã thất bại. Morbius từ chối lời mời làm việc tại Thụy Điển của quốc vương và trở về Mỹ. Tại Mỹ, anh quen biết với Martin Bancroft xinh đẹp. Hai người họ rất thân thiết với nhau. Một ngày nọ, khi đang giúp Morbius chuyển máu theo định kỳ, Bancroft bỗng phát hiện Morbius đã bí mật bắt hàng trăm con rơi ma cà rồng từ Costa Rica, với hy vọng ghép gen của chúng với đồng loại để chữa bệnh. Morbius muốn dung hợp mã gen của rơi quỷ với gen của con người, để con người cũng có thể sản sinh những chất chống đông máu như rơi vậy. Anh đã nói cho Bancroft nghe về thí nghiệm bí mật này của mình. Morbius để chứng minh điều này là khả thi, anh đã thử thí nghiệm việc này lên chuột bạch. Thế nhưng con chuột đáng thương kia ngọ nguậy một hồi rồi ngỏm củ tỏi luôn. Như vậy chứng tỏ thí nghiệm của anh đã thất bại. Anh tỏ ra rất thất vọng về điều này. Bỗng nhiên bệnh nhân mà Morbius đang chữa trị lên cơn nguy kịch. Khi nghe y tá vào thông báo, anh và Bancroft liền chạy ra để cấp cứu cho cô bé. Nhờ được cứu chữa kịp thời mà cô bé đã qua cơn nguy kịch. Lúc này, đột nhiên Bancroft phát hiện ra rằng con chuột bạch tưởng đã ngủm lúc nãy, giờ đây lại đột nhiên sống dậy chạy nhảy khắp lồng. Bancroft liền gọi Morbius lại để nói cho anh nghe về điều này. Morbius liền tới gặp người bạn thân thuở nhỏ của mình là Milo để nói cho anh nghe về việc này. Milo hóa ra là em của thần bài châu Nhuận Phát, thắng cả mấy anh trùm ngang ngố, nên có cả lính đánh thuê bảo vệ. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, rồi họ rủ nhau ra ngoài đi bộ. Milo hỏi Morbius về cô đồng nghiệp xinh tươi và khuyên anh đừng sa vào lưới tình. Morbius nói với Milo rằng thí nghiệm của mình đã sắp thành công rồi, nên cần một nhà tài trợ. Tuy nhiên đây là một loại thí nghiệm rất đắt đỏ. Nó có liên quan đến vấn đề y đức và phải được thực hiện trên vùng biển quốc tế vì thí nghiệm này không hợp pháp. Milo khi nghe vậy vẫn còn lưỡng lự. Thế nhưng Morbius đã cố gắng thuyết phục anh, nghe theo lời quảng cáo đa cấp của Morbius. Cuối cùng Milo cũng siêu lòng mà đồng ý. Milo cung cấp cho Morbius một chiếc tàu và đoàn thủy thủ để anh có thể di chuyển đến vùng biển quốc tế và làm thí nghiệm. Sau một thời gian lênh đênh trên biển nghiên cứu, cuối cùng Morbius cũng đã thí nghiệm thành công. Anh nhờ Bancroft tiêm hoạt chất đó vào cho mình. Morbius nói rằng anh rất vui mừng vì cô là người làm việc này, bởi nó rất trang trọng. Bancroft liền giúp Morbius tiêm liều thuốc đó vào đốt sống, vì sợ phản ứng của thuốc quá dữ dội mà anh đã nhờ Bancroft trói mình lại trên giường. Quả nhiên sau đó cơ thể của Morbius bỗng nhiên run rẩy dữ dội, giống như triệu chứng nhiễm COVID. Anh cố gắng chịu đựng. Trong lúc hai người đang làm việc và quan sát phản ứng của thuốc, thì một tên trong đoàn thủy thủ xông vào phòng thí nghiệm. Bancroft nói rằng anh không nên xuống đây và muốn anh ta rời khỏi. Thế nhưng tên thủy thủ kia ngông cuồng, hống hách nói rằng hắn có thể đi đến bất cứ đâu mà hắn muốn trong con tàu này. Đã vậy hắn ta còn trêu chọc Bancroft. Điều này làm cô rất tức giận. Trong lúc hai người họ đang tranh cãi nhau thì đột nhiên Morbius lúc nãy còn đang nằm trên giường, giờ không thấy đâu nữa. Bancroft và tên thủy thủ liền đi tìm anh ấy. Họ phát hiện Morbius đang treo ngược mình lên trên trần, giống như rơi quỷ vậy. Tên thủy thủ kia thấy tình hình không ổn, liền gọi những tên khác trong đoàn xuống. Thế nhưng đồng bọn của hắn chưa kịp xuống thì hắn đã bị Morbius vặt cổ hút sạch máu rồi. Morbius bây giờ như biến thành một người khác. Anh thay đổi hình dạng và biến thành một con quái vật khát máu lạ thường.
Bancroft cố gắng ngăn cản cơn khát máu điên cuồng của Morbius thì mấy tên thủy thủ còn lại chạy xuống. Bancroft cố ngăn lại, chúng liền đẩy cô ngã bất tỉnh nhân sự. Lúc này Morbius đã phá vỡ được tấm kính của căn phòng thí nghiệm và sổng chuồng ra ngoài, nhanh hơn đạn. Anh lướt tới từng thủy thủ và lần lượt diệt gọn bọn chúng. Morbius không còn giữ được tỉnh táo nữa, anh đã dính Covid rồi. Quay lại nhìn cô gái, anh lên cơn khát máu điên cuồng và đuổi theo những tên còn lại. Bọn chúng trốn xuống dưới phòng động cơ, trong căn phòng tối tăm ngập tràn chết chóc. Morbius bắt đầu cuộc thảm sát. Anh như một làn khói đen lao đến, tiễn từng tên một về đoàn tụ với đồng đội. Morbius cuối cùng cũng lấy lại thần trí, cơ thể anh lúc này hoàn toàn khôi phục, không tập luyện gì mà tự dưng có 6 múi. Anh liền chạy đến nơi Bancroft nằm rồi kiểm tra tình trạng của cô. Rất may cô không sao, chỉ bị ngất mà thôi. Anh liền đắp chăn lên cho cô và thầm cảm ơn Chúa vì cô không sao. Morbius xem lại camera trên tàu thì vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh tượng khát máu rồi tàn sát người vô tội vạ lúc nãy của mình. Anh nhanh chóng gọi cứu hộ đến rồi ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi cứu hộ và cảnh sát đến, họ phát hiện ra tất cả những người trên tàu đã ngỏm mất rồi, chỉ trừ Bancroft vẫn còn sống và đang bị thương ở đầu. Ngày hôm sau, truyền thông đều đưa tin về sự kiện gây sốc này. Milo cũng đã xem được tin tức này, anh tỏ ra rất lo lắng cho Morbius. Về phía Morbius, sau khi bỏ trốn, anh đã lén quay trở lại bệnh viện để thăm Bancroft. Anh nắm tay cô và nói lời xin lỗi vì đã làm cô bị thương. Sau đó, Morbius nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và trở về phòng thí nghiệm của mình. Anh vì thiếu máu và không được bổ sung máu trong thời gian dài mà đã đi đứng không vững. Morbius liền đi vào phòng trữ máu. Sau một lúc đấu tranh giữa máu người và máu nhân tạo, cuối cùng anh cũng lựa chọn uống máu nhân tạo. Sau khi uống máu xong, Morbius đã trở lại bình thường. Anh bấm đồng hồ tính giờ để tính toán thời gian có thể chịu đựng của cơ thể sau khi uống máu. Morbius nhận ra, sau khi tiêm thứ thuốc ấy vào, anh có một sự thèm khát mãnh liệt đối với máu con người, và ở mặt khác anh lại cảm thấy bản thân mình rất khỏe khoắn. Sau khi được bổ sung máu đầy đủ, anh có thể làm được bất cứ việc gì mà không cần phải chống nạng như lúc trước nữa. Sức mạnh và tốc độ của Morbius cũng tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, anh nhận ra rằng mình có thể điều khiển được lũ rơi quỷ. Chúng đón nhận anh giống như một đồng loại, một người anh em, và để anh mặc sức sai khiến. Cơ thể của Morbius bắt đầu có những chuyển biến kỳ lạ. Anh có được khả năng của loài rơi. Morbius có thể thông qua sóng âm để định vị con người hoặc một nơi nào đó. Morbius cũng tính toán ra được rằng máu nhân tạo có thể giúp anh ổn định được trong vòng 6 giờ. Sau đó khoảng thời gian này sẽ càng ngày càng ngắn lại. Điều đó có nghĩa là tác dụng của máu nhân tạo sẽ ngày càng suy giảm, và Morbius bắt buộc phải liên tục bổ sung máu cho cơ thể mình. Anh sẽ càng ngày càng khát máu hơn, và thậm chí cho đến một ngày nào đó không xa, anh phải sử dụng máu người để duy trì trạng thái ổn định này của mình. Morbius cảm thấy vô cùng dằn vặt và đau khổ. Cơ thể anh bắt đầu mất ổn định và sắp trở nên mất kiểm soát. Đúng lúc đó, Milo đến phòng thí nghiệm của Morbius tìm anh, bắt gặp Morbius đang phải chật vật đấu tranh để khống chế sự cuồng loạn của mình. Morbius dùng hết sự tỉnh táo để viết chữ máu lên kính. May mắn thay, Milo đã hiểu được ý của anh và nhanh chóng đi đến phòng dự trữ máu, đem máu đến cho Morbius. Sau khi Morbius được uống máu thì tình trạng của anh đã ổn định trở lại. Milo thấy anh có thể đứng dậy và đi lại bình thường, liền nôn nóng mà nói với Morbius hãy đưa thuốc cho anh. Anh cũng muốn trở nên khỏe mạnh như vậy. Morbius từ chối và nói đó là sai lầm. Nhưng Milo lúc này đã không còn nghe được gì nữa. Anh ta chỉ muốn mau chóng chữa khỏi bệnh và được sống như người bình thường. Morbius nói rằng anh không thể đưa nó cho Milo. Thuốc này đã khiến anh làm rất nhiều điều sai lầm. Morbius đặt tay lên gáy của Milo, nói rằng đó là một lời nguyền. Bây giờ tớ cần cậu rời khỏi đây, ở đây không an toàn. Thế nhưng Milo vẫn không nghe. Hết cách, Morbius đành đẩy anh ta ra xa và thét lớn, tôi bảo cậu rời đi. Milo lúc này thấy anh ấy giận dữ như vậy thì cũng hoảng sợ mà cục đuôi bỏ đi. Cảnh sát đã tìm đến Bancroft để hỏi về câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng cô lấy lý do mình vẫn còn hoảng sợ và mệt, nên đã từ chối trả lời những câu hỏi của họ. Cảnh sát cũng đã nghi ngờ Morbius, họ đưa cho cô số điện thoại liên lạc. Đúng lúc này trong bệnh viện có một nữ y tá đang thu xếp đồ đạc, thì đột nhiên cô có cảm giác như ai đang ở phía sau mình. Cô lên tiếng gọi thì không thấy ai trả lời. Linh cảm được điều không lành, cô liền xoay người bỏ đi. Sau khi chạy một đoạn dài, cô liền bật đèn lên, xoay lưng lại thì không thấy ai. Cô y tá cũng cảm thấy yên tâm một chút, tưởng rằng mình đã thoát. Thế nhưng lúc này, đột nhiên một bóng trắng lao đến từ phía sau lưng cô, đè cô xuống đất rồi hút sạch máu của cô. Trùng hợp thay, lúc này Morbius cũng đang ở bệnh viện. Anh tới để chăm sóc cho cô bé bệnh nhân cũ. Anh nghe mọi người nói về cái chết của cô y tá. Khi tới gần và thấy thi thể đó, Morbius nghĩ rằng mình đã vô tình gây ra cái chết cho cô ấy trong lúc anh mất kiểm soát. Vì thế Morbius cũng thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Morbius đi ra khỏi bệnh viện thì bắt gặp hai đặc vụ cảnh sát. Một trong số họ cảm ơn Morbius vì nhờ có máu nhân tạo của anh mà cánh tay của mình đã được cứu. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì hai đặc vụ nhận được tin có người đã bị hút cạn máu. Cảm thấy Morbius có vẻ khả nghi, họ liền muốn còng tay bắt anh về đồn. Thế nhưng Morbius đã phản ứng lại và nhanh chóng vật ngã hai viên cảnh sát rồi bỏ chạy. Toàn bộ cảnh sát có mặt trong bệnh viện đều ra sức đuổi theo Morbius. Anh đành chạy lên tầng thượng. Thế nhưng ở đây, anh bị chi phối bởi năng lượng của các tấm pin mặt trời, nên đã không thể phát huy sức mạnh của mình được. Cuối cùng, Morbius bị bắt và đưa vào nhà đá.
Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Morbius và hỏi về chuyện trên tàu ngày hôm ấy. Nhưng lúc này Morbius đột nhiên lên cơn khát máu, anh nói với cảnh sát rằng hãy cho anh máu. Thế nhưng hai người cảnh sát kia chỉ cho rằng anh đang giả vờ và lờ đi yêu cầu của anh mà rời đi. Milo đến thăm Morbius và hứa rằng sẽ cố hết sức để cứu anh ra ngoài. Morbius lúc này mới nhớ đến thằng bạn thân của mình là luật sư, vì vậy anh ta hoàn toàn có thể sử dụng pháp luật để bào chữa và cứu anh ra ngoài. Trước lúc đi, Milo còn để lại cho anh một bịch Milo. Thế nhưng sau Milo đi ra khỏi phòng giam, Morbius mới nhận ra hắn ta đã để quên cây nạng ở lại đây. Không có nạng thế nhưng hắn vẫn đi lại bình thường. Đến lúc này, Morbius liền ngộ ra, rất có thể Milo chính là người đã giết y tá. Morbius tức giận đập cây nạng xuống sàn, bú hết bịch Milo ấy, rồi bộc phát sức mạnh phá ngục đuổi theo Milo. Rất nhiều cảnh sát được điều động đến để ngăn anh lại, thế nhưng họ đều chẳng thể làm gì. Morbius bay nhảy khắp các tòa nhà, rồi dùng khả năng cảm nhận sóng âm của mình để tìm ra vị trí của Milo. Anh nhanh chóng đuổi theo hắn ta, rồi chất vấn hắn tại sao lại sử dụng loại thuốc đó, trong khi anh đã cảnh cáo rất nhiều lần. Thế nhưng tên Milo này, vì quá muốn khỏi bệnh nên đã không màng tất cả mà sử dụng thứ thuốc đấy. Hắn cũng thừa nhận mình đã giết y tá, bởi vì lần đầu bộc phát sức mạnh nên đã không kiểm soát được nó. Trái ngược với sự vui mừng của Milo, Morbius lại cảm thấy hạn hán lời, không biết nói gì với thằng bạn thân chí cốt của mình. Milo giờ đây đã thực sự tha hóa và không thể quay lại được nữa. Hai người vì trái ngược quan điểm mà lao vào chẳng nhau, bọn họ phi xuống ga tàu điện đập nhau túi bụi, song anh vẫn cố thuyết phục Milo. Cảnh sát lúc này đã tìm được hai người. Milo ngoan ngoãn để họ xông tới khống chế và áp hắn vào tường. Thế nhưng hắn đã quay lại hôn vào cổ một cảnh sát, rồi đánh ngã mấy tên còn lại. Xong việc hắn còn nhảy nhót và tỏ ra vui mừng. Morbius lúc này hết sức thất vọng về thằng bạn, đành ngao ngán rời đi. Nhưng thằng Milo lúc này lại dai như đỉa cứ bám theo, làm Morbius hết sức tức giận. Thế là hai ông lại chẳng nhau. Morbius thấy Milo đang lao về phía mình. Lúc này anh cảm nhận được một lực nào đó đang tiến tới rất nhanh, thì ra có một đoàn tàu đang chuẩn bị đi đến chỗ của hai người họ. Morbius liền mượn sức áp lực gió của đoàn tàu để bay lên phía trước. Định luật vật lý kiểu này Ấn Độ phải gọi bằng cụ. Cảnh sát khi tới thấy các thi thể nằm đó, liền cho rằng chính Morbius là người đã giết bọn họ. Cảnh sát quyết định theo dõi Bancroft. Thế nhưng, Bancroft thông minh nhận ra ngay được có người đi theo mình, cô cắt đuôi họ rồi lên một chuyến xe buýt. Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người đằng sau gọi mình, thì ra đó là Morbius. Morbius nói với cô rằng những gì cô thấy trên tin tức không phải là thật, anh không giết ai cả. Chính Milo là người đã giết bọn họ. Anh ta đã tự ý lấy lại thuốc đó rồi biến thành như bây giờ. Anh phải ngăn cản Milo. Bọn họ tới một quán cà phê. Morbius nói cho Bancroft nghe về tình trạng của mình. Máu nhân tạo ngày càng mất đi hiệu quả. Anh nói nếu mình mất khống chế thì sẽ giống như Milo vậy, tàn sát rất nhiều người. Thế nhưng Bancroft nắm tay anh và nói anh sẽ không như thế đâu. Đúng lúc đó, Morbius nghe được thông tin từ một nhóm người rằng họ có một căn phòng thí nghiệm chuyên in tiền giả. Anh nói mình cần vài thứ ở đó, rồi tạm biệt Bancroft. Lần theo tiếng động, anh tìm được đến nơi ở của bọn họ. Thì ra bọn chúng đang ngồi xem review phim. Morbius nói muốn phòng thí nghiệm này, thế nhưng ai lại để một thằng ất ơ nào đó xông vào tấu hải đòi đá đít từng thằng. Một tên trong đó đã cầm dao lên và đe dọa anh. Hổ không gầm thì chúng bay tưởng Hello Kitty. Morbius liền bẻ gãy tay tên đó, còn quảng cáo nhà tôi ba đời chữa xương khớp. Bọn chúng quá hoảng sợ đã vội bỏ của chạy lấy người. Đấy, đồng ý ngay từ đầu có phải đỡ đau thương không? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Morbius tận dụng lại phòng thí nghiệm của bọn chúng để làm thiết bị nghiên cứu. Trong lúc đó, Milo đang rất khoái chí và nhảy múa khắp phòng như một thằng hề, bởi đây là lần đầu tiên hắn được tận hưởng cảm giác dính Covid mà không bị cách ly. Hắn đi tới quán bar và tán tỉnh một cô gái tóc vàng ở đó. Tự dưng đâu ra có một đám chán đời đi tới khiêu khích Milo. Bọn chúng sau khi châm chọc hắn thì phủi tay rời đi. Ra ngoài bọn chúng còn rất vui vẻ cười cợt mà đâu biết rằng họa sắp tới với mình. Milo theo bọn chúng ra ngoài, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cảnh sát giờ mới tìm đến nhà Bancroft, nhưng tìm không thấy mèo của cô đâu. Nên suy đoán cô cũng đã đi theo để hầu hạ nó rồi. Lúc này cô đã đến phòng thí nghiệm lúc trước của Morbius để lấy đồ. Milo đã ngồi đợi trước ở đó. Hắn ta dò hỏi về tung tích của Morbius. Thế nhưng Bancroft nói rằng cô không biết. Hắn ta hỏi lại cô một lần nữa. Tim cô đập muốn vỡ ra rồi. Rồi hắn xoay người bỏ đi. Bancroft thấy hắn đi rồi cũng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đem đến chỗ Morbius. Trong lúc đang hầu hoàng thượng, Bancroft vô tình bị thương, làm Morbius bỗng dưng thèm tiết canh. Thân là một bác sĩ, biết tiết canh nhiều sán nên anh kiềm chế lại. Anh bảo cô mau đi xử lý vết thương. Morbius đứng dậy đi lên sân thượng để cho khuây khỏa. Bancroft sau khi xử lý xong vết thương thì cũng lên đó tìm anh. Ở đó, hai người họ lại nói chuyện ăn uống. Biết ăn tiết canh không tốt nên họ đã ăn cháo lưỡi. Milo đứng ở phía bên kia đã chứng kiến cảnh này, thấy bạn ăn mảnh, không dù mình thì cũng cay lắm. Người chết rồi bị hút máu trong thành phố ngày càng nhiều, đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bọn họ quyết định đi điều tra. Với bộ óc thiên tài, họ nghĩ một người bình thường không thể cùng lúc uống 36 cốc bia như Kiều Phong được. Nên suy luận ra, Morbius không phải là con ma cà bông duy nhất. Khi nhìn thấy tin tức trên TV,
Nicholas đã nhận ra hai kẻ tình nghi mà cảnh sát đang tìm chính là Milo và Morbius. Ông ấy quyết định đến tìm Milo. Milo khi thấy ông ấy đến thì biết Nicholas đã phát hiện ra bí mật của mình. Ông ấy nói với Milo rằng cậu đã làm gì bản thân mình vậy? Hắn nói tôi đã được hồi sinh. Milo cho rằng ông đang phản đối hắn và tiến tới đe dọa ông. Nicholas khuyên Milo đi cách ly và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Hắn đang làm cho ông sợ đấy. Nicholas cố gắng khuyên nhủ Milo. Thế nhưng hắn lúc này đã trở thành một con quái vật thèm khát máu và vô cùng tàn nhẫn. Hắn cho rằng Nicholas luôn thiên vị Morbius và đứng về phía anh ta. Còn với hắn, ông chỉ cảm thấy thương hại mà thôi. Tên cầm thú ăn cứt đá bô này liền bộc phát thú tính, ra tay tàn độc với vị bác sĩ đã luôn chăm sóc mình bấy lâu. Lúc này, Milo đã trở thành một con quái vật thực sự. Ở phòng thí nghiệm của mình, Morbius đang chế ra vaccine ngừa Covid. Thấy Morbius làm hai lọ, cô đau khổ nhận ra anh muốn cùng Milo đồng quy vu tận. Anh cho rằng mình chính là người đã gieo rắc nên những tai họa này cho thế giới. Vì thế, anh phải có trách nhiệm giải quyết chúng. Morbius muốn Bancroft rời khỏi anh vì chỗ này không còn an toàn nữa. Trong lúc rời đi, Morbius bỗng nhận được điện thoại của Nicholas. Ông ấy cầu cứu anh và nói rằng mình đã đến gặp Milo. Morbius chạy đến chỗ Nicholas và thấy ông đang hấp hối nằm đó. Anh vội muốn đưa ông đến bệnh viện. Nicholas nói Morbius hãy ngăn Milo lại rồi hết vai. Lúc này, Milo đã tìm tới Bancroft đe dọa cô để dụ Morbius ra mặt. Morbius tuy ở xa, nhưng nhờ kỹ năng nghiệp vụ mà anh biết được Bancroft đang gặp nguy hiểm. Anh liền thức tỉnh sức mạnh của mình và bay đến tìm Milo. Lúc Morbius tới nơi đã thấy Bancroft nằm hấp hối dưới đất. Anh đỡ cô dậy và nói lời xin lỗi. Cô nói anh hãy khiến cho cái chết của mình có ý nghĩa, rồi hôn nhau chảy cả máu. Khi thấy cô lịm đi, Morbius hôn cổ cô để hút lấy sức mạnh tình yêu. Anh dần trở nên điên cuồng rồi tức giận nhìn về phía Milo. Milo nói bây giờ chỉ còn tôi và cậu thôi, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Và rồi hai người phi từ trên cao lao xuống, đánh nhau giữa không trung, cứ đánh qua đánh lại như thế bất phân thắng bại. Thế rồi cuối cùng Milo vẫn mạnh hơn một chút đã đánh Morbius ngã lăn ra đất. Milo cầm chân anh quăng vào nhà nghỉ, nhưng rất tiếc hôm nay đã hết phòng. Milo thấy bạn mình rơi xuống nên nhảy ra ôm bạn vào lòng. Hai người làm pha tiễn nhau đi vào lòng đất, tưởng chừng như anh đã thua. Thế nhưng Morbius lúc này đã sử dụng năng lực điều khiển rơi quỷ của mình. Hàng ngàn con rơi từ khắp nơi bay tới. Chúng bao quanh anh như lốc xoáy. Morbius sau đó từ từ đứng dậy. Milo lúc này thấy không ổn. Hắn cầm thanh sắt lao đến. Morbius làm màu, tụ trưởng hai lòng bàn tay, rồi đẩy mạnh ra tạo thành sóng xung kích. Hất Milo bay ngược vào tường. Kết hợp điều khiển đàn rơi lao vào tấn công. Sau đó, Morbius đi đến, đâm mũi thuốc khắc chế ma cà rồng vào ngực Milo. Milo lần này tiêu đời rồi. Trước lúc thần chết gọi tên, hắn ôn lại chuyện xưa với Morbius và nói lời xin lỗi với anh, rồi ngỏm luôn. Làm Morbius cũng rất đau lòng, cũng như mọi khi. Xong xuôi mọi chuyện rồi thì cảnh sát mới kéo đến. Đàn rơi từ lòng đất bất ngờ trào ra. Morbius hòa vào đàn rơi bay khỏi hiện trường. Lúc này, Bancroft lại đột nhiên mở mắt ra. Một đêm nọ, trên bầu trời Manhattan xuất hiện một khe nứt không gian. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện trong phòng giam. Ông ta nói, hy vọng ở nơi này thức ăn ngon hơn. Tại một nơi khác, chạy băng băng trên con xe Tesla mới sắm, Morbius đi đến một địa điểm hoang vắng. Từ xa, một người đàn ông cánh không lông bay tới. Hắn ngỏ ý muốn hợp tác cùng Morbius. Kẻ mới xuất hiện này là ai? Hắn đến đây với mục đích gì? Hãy chờ đón phần phim tiếp theo mà Sony phát hành nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở những video sau. Hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những bộ phim hay tiếp theo nhé.